Nếu không phải vì cách trang trí và hoa dáng trên đầu xe, khó ai có thể nghĩ được rằng đoàn xe đầu kéo này đang đi rất dâu. Khoảng 50 chiếc xe đầu kéo nối đuôi nhau, bóp còi in ỏi trên quốc lộ đã khiến nhiều người chú ý. Chiều 22 tháng 11 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, một cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện Hương Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã nhắc nhở các tài xế trong đoàn 50 chiếc xe đầu kéo tham gia lễ rước dâu lưu thông trên quốc lộ 8A qua địa phận huyện Hương Sơn để đảm bảo an toàn giao thông và không lấn chiếm làn đường. Vị cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh giải thích, vào sáng 22 tháng 11, sau khi nhận được tin báo có đoàn rước dâu bằng xe đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 8A qua địa phận trung tâm của huyện Hương Sơn có bấm còi inh ỏi, đơn vị đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông huyện Hương Sơn tiến hành chốt chặn để nhắc nhở và hướng dẫn các tài xế trong đoàn xe này. Đơn vị cũng đã hướng dẫn các tài xế đi cho trật tự, không lấn chiếm làn đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Cũng theo vị cán bộ này, sau khi được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn, đoàn xe đầu kéo tham gia rước dâu đã đi trật tự và chấp hành luật giao thông đường bộ. Đoàn xe này là của chú rể, ngụ tại thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, trên đường đi qua nhà vợ ở xã Sơn Trung, thuộc huyện Hương Sơn để rước dâu. Trước đó, hồi đầu tháng 3 năm 2023, một chú rể ở huyện Hương Sơn cũng sử dụng 20 xe đồ kéo tham gia lễ rước dâu đã thu hút rất nhiều người đứng hai bên đường chụp hình, quay phim và sau đó gây bão trên mạng xã hội.